Lên cái con check gen 7 cái phiên bản này là màu đen nhũ, con này thì ra ánh nắng thì nó kiểu như màu đá quý ấy. Thì build cho một anh trai ở Hà Nội, thì có một khách hàng xem người ấy rất là thích, nhờ loại bài build một con nữa. Con này thì build cấu hình thấp hơn con hôm trước nên cái giá tiền khá là dễ chịu. Tổng một cái xe như này build ra phải có hơn 55 củ rồi, tầm 55 triệu thì mình nghĩ đây là một con xe cấu hình khá là đáng gờm luôn. Trong tầm hơn 50 triệu chúng ta được con xe đẹp như này thì rất là khó đấy đúng không mọi người. Con Tech Gen 7 này, cái màu này đặc biệt đó, cái màu này mọi người này. Đấy, mọi người nhìn cái góc quay này, cái góc quay khác nhau màu này, nó ra gặp khi đập nắng con này nó phát cái màu nó lên màu đẹp dã man, đẹp thực sự luôn. Nó đổi màu lại còn đổi màu nhũ, nhìn như kiểu dạng các đá quý luôn này. Cho mọi người nhìn chỗ này này, có thể là trong camera thì chúng ta không nhìn được rõ cái sự đổi thay đổi của màu như này, nhưng nhìn thực tế ngoài đời thì nó khá đặc biệt. Con màu này thì khá là hiếm, bản thân là hàng chính hãng, hàng xịn thì cũng không chưa thấy cái tông màu này luôn. Màu rất là đẹp luôn. Con này thì giá khá là hợp lý đúng không? 55 củ mà cấu hình khá là cao chứ không phải cấu hình thấp như anh em nhá. Con này thì thứ nhất là mình build cho khách là cặp bánh Resetone 6560. Đùm này là đùm Hub Smith của Ceramic nhá. Tí mình sẽ quay cho mọi người xem đùm Ceramic nó quay nó trơn như thế nào. Đấy. Lốp thì sử dụng lốp Continental Gato Skin, lốp này sản xuất tại Đức luôn nhá. Đấy, lốp này nó cũng đắt, này bình thường chúng ta dùng lốp Ultra Sport thì nó tầm có mấy trăm ngàn đôi, lốp này thì hơn 2 triệu đôi nên giá tiền nó sẽ lên. Đó, dây cuốn cũng sử dụng dây cuốn xịn của Shimano Pro nhá. Bộ group này thì sử dụng bộ group 105-7120. Group này là group phanh dầu nhá, phanh dầu cơ chứ không phải điện. Khách hàng không thích dùng điện thì chúng ta để răng cơ, giá khá tốt đúng không mọi người. Con check này toàn bộ hệ thống dây nó đi hết trong đi đông này, dấu vết trong cổ này, đi xuống đây rất là đẹp đúng không. Đấy, lên cho khách này gọng bình nước của da luôn, dòng gọng này nó bằng nhôm luôn, nhìn rất là bền, gọng này thì bao bền luôn, không gãy được. Đấy, cũng đổi màu này. Group này đùi đĩa 7120 và từ 50 gạt đĩa Shimano 105 R7100, cụ đề sau Shimano 105 R7100, lip cũng là lip của Shimano luôn nhá. Lip này 11-34T thao to luôn, có thể leo được những con đèo cũng dốc, thao đèo luôn nhá. Xích cũng Shimano luôn. Đây quay cho anh em nghe thử cái tiếng kêu của con bánh này nhá. Tiếng kêu của từ chế này anh đang để lip cao này, để anh hạ lip xuống để cho quay cho nó nhanh nhanh ra nhanh xem. Đĩa nhỏ anh đang để đĩa nhỏ nhá. Lên đĩa to là lên đĩa to trong quay này cho anh em xem này. Quay thử nhá cho anh em xem cái độ trớn của vành nhá. Anh em nghe tiếng kêu à? Đã không? Còn nếu mà độ trớn của nó thì con này trớn thì vô đối rồi mọi người. Nếu mà mình để cái này quay mà cho nó dừng được, tự nó dừng chắc là phải chờ đến tầm 2-3 phút. Rất là lâu. Cái này là cái điểm mạnh của cặp bánh. Thực ra là một cái xe dựng thì nó đắt hay rẻ thì do cặp bánh quyết định khá là nhiều. Nếu mà con bánh này em thay bằng những cặp bánh tầm 10 triệu thôi, 10 triệu hoặc là cặp bánh tầm 9 triệu, 8 triệu thì nó lật nhau nhiều á. Con bánh này tận 16 triệu cơ mà. Nên nó lệch nhau đến 8 triệu. Thực ra là do tùy theo các bên ráp người ta lên đồ như nào. Xe ráp nhìn sơ cơ bản có thể giống nhau, nhưng đồ trong xe nó khác nhau nên giá tiền nó cũng khác nhau. Thì tùy theo tài chính cũng như tùy theo nhu cầu sử dụng của chúng ta là gì. Nếu chỉ đi tập thể dục thể thao thông thường thì em nghĩ nó cũng thừa dùng cho anh em rồi. Còn đương nhiên là các bác nào tài chính mạnh, có điều kiện tài chính cao thì chúng ta có thể chơi những con khung sườn hàng chính hãng thì nó sẽ đắt hơn rất là nhiều. Thì những đua bơi ra là con này thì nó sản xuất ra cũng để bán chứ không phải là em bán rất là nhiều. Nếu mà lay bảo hành, mai bảo hành, bọn em vẫn phải bảo hành khung sườn 15 mà. Khi nay bảo hành, mai bảo hành, mỗi chuyến bảo hành mà em đổ chết cha luôn. Nên mọi người yên tâm là chất lượng sườn không đến mức mà chúng ta phải có gặp vấn đề gì. Em đã bán cái dòng check gen 7 này khá là lâu rồi. Mọi người thấy bán rất là nhiều. Lay bảo hành mỗi khung thì lãi được 1-2 triệu bảo hành gửi đi thì được cái tiền gửi và hết luôn cái tiền đấy. Nên mọi người yên tâm là bọn em cũng không ham rẻ để đặt những cái sườn nhỏ, chất lượng nó kém để bảo hành liên tục, bảo hành lỗ chết luôn. Thì đây là con xe đã lên hoàn thiện theo cách và đây là size nhỏ nhé. Anh em có nhu cầu mua size nào mẫu nào thì có thể liên hệ em được.